Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết được phát sóng trên báo Lao động. Thưa quý vị, trong hôm nay, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày và đêm mai thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 21 cho đến 23 độ C, vùng núi thì có nơi dưới 20 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ ngày mai nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to đến rất to. Trong ngày thì có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông thì còn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Trong ngày mai thì mưa cũng sẽ xuất hiện ở tất cả các khu vực trên cả nước. Trong đó thì khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía nam của khu vực này thì chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Nền nhiệt tại Nam Bộ thì dịu xuống, dao động trong khoảng từ 24 cho đến 33 độ C. Dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. Chuyển sang những thông tin về thời tiết biển. Trong đêm nay và ngày mai thì vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 4. Trong khi đó thì ở khu vực quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 3 đến cấp 4. Với khu vực thủ đô Hà Nội thì thời tiết ngày mai nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông đến đông nam cấp 2 đến cấp 3. Nền nhiệt tại thủ đô Hà Nội trong ngày mai thì dao động trong khoảng từ 23 cho đến 28 độ C. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của báo Lao Động. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.